Vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 5 tháng 7 năm 2024, qua tin báo của người dân trên địa bàn xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, cơ quan công an đã bắt quả tang đối tượng trộm chó liên tỉnh. Theo đó, công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang bà Lê Thị Kim Xuyến, sinh năm 1961, thuộc ấp 2 xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, đang có hành vi mua 11 con chó với tổng trọng lượng gần 163kg của hai đối tượng Nguyễn Văn Đấu, sinh năm 1998, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, và đối tượng tên Bảy Niễn, chưa xác định tên và nơi ở. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 11 con chó, một xe mô tô, một bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua làm việc, Đấu khai nhận số chó này trộm trên địa bàn huyện Tam Nông, Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp và huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.